hai vị mới. Vị sữa dừa thơm béo, vị đường đen ngọt thanh. Tôi đến đây không phải với tư cách là mẹ chồng của My, mà là mẹ của cháu Hằng. Cô, bữa nay cô dẫn người qua sang quán luôn đó. Vô đây. Ủa? Mẹ hiểu con đã phải trải qua khoảng thời gian đó, nó kinh khủng như thế nào. Mẹ sai với con nhiều lắm. Mình tổ chức đi mẹ, tụi con đã âm thầm đặt áo dài cho ba mẹ xong hết trơn luôn rồi. À, cái này của ba nè. Mẹ ơi, tụi con chuẩn bị sẵn sàng hết rồi đó. Giấc mơ của mẹ, xem trọn bộ hoàn toàn miễn phí trên ứng dụng VOON.